Tổng Trọng buông bỏ chủ quyền, lãnh đạo Việt Nam chống đánh xuôi, khen thổi ngược. Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam luôn sử dụng chiêu bài ý thức hệ để biện minh cho việc họ thuần phục Trung Quốc. Họ coi Trung Quốc là chỗ dựa vững chắc cho Đảng để duy trì quyền lực. Kỷ niệm 45 năm chiến tranh biên giới phía Bắc ngày 17 tháng 2 năm 1979 đã có hàng loạt bài báo mang tính nhạy cảm về cuộc chiến này đăng tải trên truyền thông nhà nước, bị Ban Tuyên giáo Trung ương ra lệnh gỡ bỏ nhưng sau đó đã xuất hiện trở lại. Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên với những ngôi mộ trùng trùng điệp điệp, ai đang cố tình lãng quên họ đây? Điều đó cho thấy một bộ phận không nhỏ trong ban lãnh đạo Việt Nam vẫn sợ hãi, muốn dựa vào Bắc Kinh để tồn tại và tiếp tục vụ lợi. Theo Đài Á Châu Tự Do, đầu năm 2024, trang thông tin điện tử của Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận đã đăng kế hoạch kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử quan trọng trong năm như 49 năm ngày giải phóng miền Nam 30 tháng 4, 70 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vân vân. Nhưng ngày Việt Nam mất Hoàng Sa vào tay Trung Quốc 19 tháng 1 năm 1974 và ngày Trung Quốc xua quân xâm lược 6 tỉnh biên giới phía Bắc của Việt Nam 17 tháng 2 năm 1979 hay ngày Trung Quốc chiếm một số đảo của Việt Nam trên quần đảo Trường Sa hoàn toàn không được nhắc tới. Nhiều năm trước đây và những ngày này, nhiều người dân tập trung để mà thắp hương tưởng niệm các tử sĩ ở Sài Gòn và Hà Nội thường xuyên bị chính quyền ra tay ngăn cản, đe dọa, đánh đập, đàn áp, không thương tiếc. Phải chăng đó là chủ trương lớn xuyên suốt của ban lãnh đạo Việt Nam? Nói với đài FA, nhà nghiên cứu Biển Đông Đinh Kim Phúc từ Sài Gòn đã bày tỏ lo ngại như sau. Chúng ta nên nhớ cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc biên giới phía Bắc và biên giới phía Tây Nam, cũng như cuộc bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên Biển Đông hết sức là gay go. Máu của đồng bào, của chiến sĩ không phải nước lã. Tôi không biết lãnh đạo Việt Nam sợ cái gì mà lặng im, trong khi Trung Quốc vẫn tưởng niệm 3 ngày này. Nếu lãnh đạo Việt Nam hành xử như vậy, thì làm sao mà giáo dục cho thế hệ trẻ được? Nếu mai này mà có chiến tranh xảy ra, ai sẽ là người cầm súng? Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào tháng 11 năm 2022. Trong khi đó, mới đây vào ngày 19 tháng 1 năm 2024, tròn 50 năm ngày mất Hoàng Sa, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thị Thu Hằng phát biểu trước báo giới rằng Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tại sao trong quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, ban lãnh đạo Việt Nam lại tồn tại tình trạng chống đánh xuôi, khen thổi ngược như vậy? Cần thừa nhận một thực tế, Việt Nam và Trung Quốc có đường biên giới chung hàng ngàn cây số. Trung Quốc là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Ngoài ra, Việt Nam và Trung Quốc cũng có những tương đồng về mặt chính trị. Tuy nhiên, Tổng Trọng đã ngả quá nhiều ở Bắc Kinh trong chính sách đối ngoại, tới mức bị đánh giá là quá đáng và vô liêm sỉ. Chuyện Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nghẹn ngào tới mức sắp khóc trước mặt Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong lễ yến tiệc chiêu đãi khách nhân chuyến thăm của ông Tập đến Việt Nam vào tháng 12 năm 2023 là một minh chứng. Thời điểm đó, kênh YouTube của Đài Á Châu Tự Do phát đi một clip video với tiêu đề "Phát biểu của ông Trọng bị lược mất, tôi đã già rồi, rất muốn trao trách nhiệm cho thế hệ trẻ", được trang mạng xã hội chia sẻ rộng rãi. Trong phần đầu của clip này, ông Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn trước Tập Cận Bình. Ông đã nghẹn ngào gần như bật khóc khi nói rằng: "Đồng chí Tập Cận Bình còn trẻ hơn tôi nhiều, nhưng mà tôi thì cũng đã già rồi, rất muốn gửi gắm và trao trách nhiệm cho thế hệ trẻ". Ông Trọng cũng là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm Trung Quốc sau Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa kết thúc vào tháng 10 năm 2022. Theo giới quan sát, đó là minh chứng cho thấy sự thống nhất cao giữa lãnh đạo hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Một lễ tưởng niệm các chiến sĩ đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh biên giới 1979 do người dân Hà Nội tổ chức vào năm 2016. Được biết, trong 10 năm cầm quyền, trên cương vị Tổng Bí thư Đảng, ông Nguyễn Phú Trọng đã sang thăm Trung Quốc 4 lần vào năm 2011, 2015, 2017 và 2022. Nhà nghiên cứu Biển Đông, học giả Trương Nhân Tuấn từ Paris đã bình luận trên trang Facebook cá nhân rằng Trọng Vương tự đầy đọa tấm thân trong chuyến đi xa chỉ là chứng minh rằng mình là một trong những người trung thành nhất với Tập Đại Đế. Các học giả quốc tế đều cho rằng đến nay Việt Nam có thể mất trắng các đảo của bãi cát ngầm trong khu vực Trường Sa cũng như toàn bộ Biển Đông đã hết sức rõ ràng.
đã có thể đảm bảo sự toàn vẹn chủ quyền của lãnh thổ đất nước, nội bộ ban lãnh đạo Việt Nam bắt buộc phải thống nhất quan điểm, không thể cứ nhìn tình trạng chống đánh xuôi, kèn thổi ngược như hiện nay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de ngày hôm nay với bản tin Tổng Trọng buông bỏ chủ quyền, lãnh đạo Việt Nam chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Tổng Trọng có vai trò gì trong hệ thống gián điệp của Trung Quốc ở Việt Nam? Nhân kỷ niệm 45 năm cuộc chiến biên giới phía Bắc vào ngày 17 tháng 2 năm 1979, trên mạng xã hội đã có không ít người đổi hình đại diện bằng hình ảnh hoa sim tím với dòng chữ 17 tháng 2 1979, mãi mãi không quên. Nhưng có một sự kiện nhói lòng, đó là bài viết kỷ niệm chiến tranh biên giới của báo Vietnamnet Online, một trang web có số lượng người truy cập lớn đã bị gỡ bỏ sau ít giờ. Bài viết có tựa đề 45 năm chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc để lịch sử không lặp lại đau thương, đăng trên báo Vietnamnet vào rạng sáng ngày thứ Sáu 16 tháng 2. Bài viết về cuộc chiến biên giới phía Bắc đã bị gỡ bỏ. Theo đường link dẫn tới bài viết vừa kể trên, chỉ còn chú thích không tìm thấy đường dẫn này. Tuy nhiên, trên công cụ lưu trữ Google vẫn giúp độc giả đọc được trọn vẹn bài viết trên các trang web khác. Điều này đã khiến công luận hết sức bất bình và đặt câu hỏi. Tại sao một bài viết liên quan đến một sự kiện lịch sử có ý nghĩa trọng đại về tội ác của nhà cầm quyền Bắc Kinh đối với đất nước và dân tộc Việt Nam lại bị gỡ bỏ nhanh đến như vậy? Điều này có liên quan gì đến phát biểu vào hồi tháng 3 năm 2017 của Thiếu tướng Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân kiêm Giám đốc Học viện Chính trị Công an Nhân dân, khi nói về việc quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc trong một video xuất hiện trên mạng xã hội YouTube? Ông Long khẳng định rằng, Trung Quốc, tôi xin thưa các đồng chí là không bao giờ từ bỏ dã tâm thôn tính chủ quyền của chúng ta ở Biển Đông, không bao giờ từ bỏ dã tâm này, mà cái này không phải chỉ thời ông Tập Cận Bình đâu, ông khác lên cũng sẽ như vậy thôi. Câu chuyện là bao giờ họ sẽ lấy và lấy bằng cách nào? Thưa các đồng chí, chính vì vậy mà chúng ta không loại trừ cái việc mà họ tìm cách làm suy yếu từ bên trong. Cho nên, tôi xin nói với các đồng chí là bọn xấu nó cải cắm, nó mắc ngoặc, nó lôi kéo. Hồi xưa chỉ một vài người đã là nguy hiểm rồi, đã chết rồi. Bây giờ tôi thông báo với các đồng chí là đã có đến con số hàng trăm. Mà hàng trăm không phải chỉ là con số dừng lại ở hàng trăm, mà trăm này có thể cộng với trăm kia nữa, chứ không phải chỉ trăm. Ông Thiếu tướng Trương Giang Long, theo giới phân tích, đây là một vấn đề hết sức nghiêm trọng với bộ phận không nhỏ lãnh đạo của Việt Nam hiện nay vẫn tiếp tục tôn thờ Bắc Kinh ngay sau khi kết thúc chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Biden đến Hà Nội. Vào trung tuần tháng 9 năm 2023, thì lãnh đạo Việt Nam đã lũ lượt kéo nhau sang chầu Bắc Kinh, để đầu tiêu là ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Những chuyến thăm này nhằm hy vọng có được tên trong danh sách nhân sự chủ chốt tại Đại hội Đảng Toàn quốc khóa 14 sắp tới. Được biết, thông tin động trời do Thiếu tướng Trương Giang Long tiết lộ đã khiến cho ông phải nhận quyết định nghỉ công tác, chờ hưu theo thông báo của Bộ Công an vào ngày 3 tháng 10 năm 2017. Câu hỏi đặt ra là vì sao tướng Trương Giang Long bị quyết định nghỉ hưu bất ngờ như vậy? Trong khi theo quy định với quân hàm thiếu tướng, ông Long có quyền phục vụ đến 65 tuổi và sẽ nhận quân hàm trung tướng trước khi nghỉ hưu. Đài BBC Việt ngữ đã có một phỏng vấn với cố đại tá Nguyễn Đăng Quang, người từng được biệt phái từ ngành an ninh sang làm việc trong ngành ngoại giao của Việt Nam vào ngày 4 tháng 10 năm 2017. Đại tá Nguyễn Đăng Quang kể lại, ông Nguyễn Cơ Thạch đã công khai nói với các quan chức của Bộ Ngoại giao trong những cuộc họp chính thức và không chính thức rằng Trung Quốc đưa ra một điều kiện là muốn cải thiện quan hệ với Việt Trung thì việc đầu tiên Việt Nam cần làm và phải làm là loại bỏ Ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch, ông Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Theo giới phân tích, vào thời điểm video clip ghi lại phát biểu của tướng Trương Giang Long bị tiết lộ, những nội dung mà tướng Long nói hoàn toàn đúng thực tế. Đấy là những điều có thật và đang tồn tại trong các cơ quan ở Việt Nam, kể cả thượng tầng chính trị. Cho dù các cơ quan an ninh của Việt Nam biết rất rõ Trung Quốc đã cài cắm người của họ vào cơ quan của Việt Nam như thế nào, nhưng họ bất lực. Video clip bài nói chuyện của tướng Long được tung ra ngay sau chuyến thăm Trung Quốc của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 1 năm 2017. Trong chuyến thăm này, ông Trọng đã ký tới 15 văn kiện hợp tác, trong đó có việc sẽ tổ chức thường xuyên cho cán bộ cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam,
sang Trung Quốc để mà đào tạo. Nhà văn Phạm Viết Đào từng tiết lộ một số lãnh đạo Việt Nam từng tự nguyện theo Trung Quốc, song vì một lý do nào đó lại quay xe, như Trần Đại Quang hay Nguyễn Chí Vịnh đã mắc bệnh lạ và chết trong đau đớn. Điều đó liên quan gì đến việc các bác sĩ Trung Quốc chịu trách nhiệm đảm bảo vấn đề sức khỏe của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng? Rõ ràng đến lúc này, số phận ông Trọng đang nằm gọn trong tay Bắc Kinh thì việc không được tố cáo tội ác của Trung Quốc là điều dễ hiểu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Tổng Trọng có vai trò gì trong hệ thống gián điệp của Trung Quốc ở Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de.